các bạn đã trở lại vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay thì Thắng Miền Tây cũng có lại thăm anh Bình. Thì do anh Bình bị cồm nước á quý vị, thì thành ra hai mắt mù hết trơn. Và nuôi một người mẹ đang bệnh nằm trên giường. Và một đứa con thì bệnh tim và bệnh ở bệnh phổi với bệnh tiểu đường á quý vị. Thì rất là thời kỳ rất là yếu luôn quý vị. Thì hôm nay Thắng Miền Tây cũng có chị Sân... chị Như Bình An cũng có hỗ trợ cho anh là 1 triệu đồng. Thì hôm nay Thắng Miền Tây cũng lại đây trước là thăm hỏi anh, sau và sau đó thì cũng trao số tiền của chị để cho anh, để cho anh xây sở trong mua thuốc men cho bà già và là con của anh đó quý vị. Thì mời cô bác cùng anh chị cùng Thắng Miền Tây để tìm hiểu câu chuyện như thế nào. Anh bữa nay mình nấu cơm nấu nước gì chưa anh? Nấu cơm rồi mà chưa làm đồ ăn. Vậy là cái này là chuẩn bị mình nấu ha. Chuẩn bị nấu. Thì anh tiếp tục nấu đi, anh tiếp tục làm đi. Đó anh tiếp tục làm đi. Đây ảnh cũng mù quá quý vị, thì không có thấy đường mà nuôi lại một người con bị bệnh rồi với bà già đang nằm trên giường đó quý vị. Thì thấy gì vậy? Thì chị Như Bình An thì cũng ở Long An, cũng có thấy trên cái YouTube của Hoàng Trung TV đó, thì cũng có hỗ trợ cho anh là được 1 triệu đồng. Thì hôm nay Thắng Miền Tây cũng đem lại tới đây để chia sớt ngọt bùi với anh. Đây cũng một lần nữa cũng cảm ơn chị rất nhiều đã có tấm lòng Bồ Tát để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đây thì anh cũng không có thấy đường quý vị, thì anh cũng nấu nướng vậy đó. Để nuôi bà mẹ già đó. Vậy là anh nấu cơm rồi ha? Nấu cơm rồi. Anh nấu cơm bằng lò điện hay lò củi anh? Lò điện. Nấu cơm bằng, vậy là mình cũng quen tay rồi, mình mò mình làm vậy ha? Cũng là quen. Dạ. Rồi nước mắm bột ngọt rồi anh bỏ như thế nào? Bỏ mình để đúng chỗ keo bột ngọt thì mình xếp keo nhỏ ra, rồi keo đường thì keo lớn chút, mình làm dấu như làm dấu đó. Dạ, cũng như mình quen tay vậy ha. Dạ. Dạ, cũng mỗi bữa là anh nấu nướng giặt giũ là một tay của anh luôn ha. Dạ. Dạ. Thì để hỏi em gái con của anh Bình một chút nha. Dạ. Dạ dạ. Đây thì con gái của anh Bình cũng bị bệnh đây đúng vậy. Thì cô có thể cho biết là mình tên gì và bao nhiêu tuổi không ạ? Hồng Mai 21 tuổi. Dạ, Hồng Mai 21 tuổi hả? Dạ. Rồi lúc mà mình có chồng đó là mấy tuổi chị? 17. 17 ha. Rồi mình ngã bệnh lâu chưa? 3 năm rồi. Hồi đó thì trước mình bệnh đó thì mình có đi làm ăn gì ở đâu không? Dạ có, đi Bình Dương làm. Là đi Bình Dương làm. Rồi mình cũng nghe nói là có chồng cũng được mấy năm rồi mới thôi nhau. 2 năm. Dạ. 2 năm mới thôi. Là lúc đó sao mới mà là chồng bỏ mình đi luôn ha? Bệnh nó bỏ. Vậy là do mình mà bệnh chứ không có gầy gà gì hết ha. Dạ. Do mình bệnh á quý vị, do cô bệnh ngã bệnh thì anh ấy thì cũng không biết nghĩ sao mà bỏ chị đi luôn. Tới bây giờ là có cái điện về hỏi thăm hoặc là cái gì hả? Dạ không. Rồi hai người gặp và nhau đó gì, có đứa cháu nào không? Có, mà bác sĩ kêu sanh bỏ bệnh, không cho sanh. Dạ, vậy là cũng như là việc con lại bắt mẹ lại để cho, bởi vì mình bệnh vậy là sanh đẻ không được nhé. Dạ. Rồi thấy tội quá vậy thì bắt đầu mình sẽ qua bên bà già để thăm hỏi bà già. Thì cảm ơn cô đã cho biết thông tin nhé. Bắt đầu mời cô chú. Đây là cái căn nhà của người anh đi làm xa rồi anh mượn cái chỗ này để nấu nướng thôi quý vị. Đó thì anh cũng mò mẫn vậy đó, thì cũng rửa chén rửa gì. Đây là con của anh luôn nè quý vị. Đó thì cũng chưa có đi học, mới có xin phép được cái vô học là năm nay thôi quý vị. Đó, con tên gì? Tên Thảo. Tên Thảo ha, con mấy tuổi rồi? 8. 8 tuổi. Rồi con năm nay mới vô học là học lớp mấy? Lớp 1. Đó, 8 tuổi mới học lớp 1 đó quý vị, thấy thương không? Rồi con tên gì nè? Tên Thảo. Tên Thảo, chứ tưởng tên Đen, bởi vì con đen quá. Rồi, vô thăm bà cụ nha quý vị.
mời quý vị cùng Thắng miền Tây vô thăm bà cụ. Đây là anh Bình thì rất là mù rồi mà còn nuôi mẹ già đó, đó bệnh gì đó, thấy không? À, chào bà. Bà khỏe không? Bà thấy trong mình khỏe không? Có khỏe, mệt. Bà mệt đó quý vị, bà nói chuyện với bà mệt. Mà mệt. Rồi vậy là bà mới ăn cơm sáng rồi đó hả bà? Ăn được chút. Dạ, đó bà ngồi cũng khó khăn lắm quý vị đó. Đó. Bữa nay bà ăn cơm với cái gì nè? Ồ, với mì quý vị ơi. Mì với hủ qua hầm. Một khứa thôi. Đó. Đó. Bà năm nay mấy tuổi rồi? 7, 8 mấy rồi. 8 mấy ha, rồi bà tên gì? Quỳnh Thị Xưa. À, Quỳnh Thị Xưa đó quý vị. Thì 8 mấy tuổi rồi, do một tay anh Bình cũng nấu nướng và chăm sóc cho bà đó quý vị. Thì vậy bà cũng ông hớt, ông rửa không tôi. Đó, giặt vũ là một tay anh Bình luôn. Thì do anh Bình chăm sóc một bà già và hai đứa con, một đứa con thì bị bệnh không có làm gì nổi, với một đứa cháu thì 8 tuổi mới đi học thôi quý vị, mới xin phép được để đi học thôi, mới năm nay thôi quý vị, thấy đứt ruột không? Thì hôm nay cũng Hoàng Trung TV cũng đưa lên, thì chị Như Bình An ở Long An thì cũng thấy được, thì cũng có hỗ trợ cho gia đình một số tiền để mua thuốc thang, và sau đó thì cũng cho cháu đi nhín chút để cho cháu đi học và đó quý vị. Đó. Quý vị cùng cô bác cùng Thắng miền Tây vô xem anh Bình nấu ăn như thế nào nhé. Đây là cái cảnh tượng anh Bình nấu ăn đây quý vị. Đó, hàng ngày gì đó đó chú, anh Bình cũng để bột ngọt để gì đó. Cũng nhắm chừng mấy muỗng gì là anh đều biết hết quý vị. Đó, anh cứ mò mẫm để nấu ăn thôi. Đó, nước mắm rồi bỏ nước mắm vô nữa kìa. Đó, anh mò vậy đó quý vị. Đó. Rồi anh cứ mò, rồi đổ nước mắm là đổ theo cái như là quen tay hả anh Bình? Quen tay anh. Dạ, dạ. Cảm nhận được là cũng như quen tay luôn á. Để em ghi micro vô đây chút cho anh nói chuyện dễ chút. Dạ. Rồi cũng hàng ngày cũng mình cũng nấu nước, nấu thuốc cho nấu đó cho cô đó uống ha. Dạ. Là con của anh Bình đó quý vị, đó đang nấu thuốc nè. Rồi uống bằng thuốc nam thôi. Thuốc này mình đi bổ hay là mình đi kiếm anh? Đi bổ. À, vậy là một bổ một thang vậy bao nhiêu tiền? À, một đi là một tuần là cho 7 thang. 7. À. 7 thang là tiền xe tiền này nọ là. Dạ. Một tuần chỉ 400 ngàn tiền thuốc đó quý vị. Đó. Rồi bây giờ đứa con út của anh Bình đang vô học lớp 1 nữa nè. Nó còn con căng, lúc là nó đi học vậy là ta đưa đi hả, hoặc là nó đi nè? Mướn ta chở đi. À, mướn ta luôn ha. Vì mình đâu có ai người chở. Dạ. Còn anh xác hành đó quý vị. Đó, quen tay mới làm được thôi. Rồi sao mình cảm nhận được cái đồ ăn mình làm chín như cải đồ nè anh? Dạ, mình làm thấy là vừa chín nó cải. À, cũng như mình đoán thời gian nó có phải bao nhiêu mình làm mỗi bữa mình biết ha. Khoảng nửa tiếng. Dạ, khoảng nửa tiếng vậy thôi quý vị. Cho nó cải nó mềm. Đó. Nó bắt đầu ảnh mò tiếp tục để ảnh đó để hành vô. Đó. Cái này là cái nồi thuốc. Nồi canh cũng thấy ngon quá, hấp dẫn ha. Không có thịt hả anh Bình? Không có thịt. Cá thịt kho hôm bữa hết kho là không còn ho quá mấy cái gì á, thịt kho hôm bữa kho đó kìa. Dạ, bữa hôm vậy là anh kho thịt đó là ăn tới mấy bữa luôn, ba bữa luôn, dùng khi hai bữa ba bữa. Dạ, mình ăn rất ít, tiết kiệm chút, mình không muốn làm gì cả đồng tiền á anh. Dạ,
Tiết kiệm bởi vì anh cũng không có làm gì ra tiền nhiều, thì vợ đi làm Bình Dương về đó quý vị, thì mỗi một tháng thì gửi có nhiều thì gửi nhiều, có ít thì gửi ít để cho anh trang trải trong cuộc sống đó. Thì một tháng thì chị gửi cho anh được bao nhiêu tiền? Nhằm khi làm lương được cao thì lấy 2 triệu. À đó, cũng vợ đi Bình Dương làm đó quý vị, thì gửi về cho anh để anh trang trải và xây sở. Cái này chín rồi đó ha, chín này đó, anh biết chín luôn đó, thơm phức luôn quý vị ơi. Đó thấy không, canh rau đó quá ngon. Sao tiền lấy gì đó hả? Thì hôm nay cũng có cô như chị như bình an ở Long An, thì cũng có gửi anh là 1 triệu đồng. Thì hôm nay em đem lại tới đây cũng chào anh, thì chúc cả gia đình anh cũng nhiều sức khỏe mà gắng cố gắng vượt qua khó khăn này. Thì hôm nay cô Như Bình An ở Long An cũng gửi cho mình 1 triệu, thì anh có lời gì cảm ơn tới chị ấy không ạ? Dạ, xin lời cảm ơn chị An ở Long An. Rất là mừng để giúp tiền khổ nạn gia đình. Anh xúc động luôn quý vị. Chú rất cảm ơn là nhiều của anh Thu Vân, anh chị, anh là lại cứu giúp tụi tôi lắm, mấy anh với chú. Thôi cũng nhiều đó, cũng xin cũng cảm ơn anh rất nhiều, đã có lời chúc tốt đẹp đến chị Bình An. Thì hôm nay tháng miền Tây cũng chắc xin tạm dừng video ở đây rồi. Chúc cả nhà xem vlog Thắng Miền Tây cũng nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, luôn mãi mãi là ủng hộ Thắng Miền Tây và Hoàng Trung TV và Thượng TV nha. Hôm nay thì có đi 3 anh em, thì tiếp tục để hỗ trợ cho anh những số tiền để cho anh xây sở trong cuộc sống và mua thuốc thang nha quý vị. Em con gái út của anh đó là nó mới làm giấy xong mới nhập trường rồi, sáng mới được đi học. Dạ, cũng như là làm giấy tờ xong hết rồi đó ha. Dạ. Rồi có tập sách đồ vở đâu chưa anh? Đây có sẵn mua nhà trường luôn. Dạ, mua nhà trường luôn ha. Vậy cũng cảm ơn anh. Dạ. Thì mình cũng xin tặng. Đi học chưa? Chuẩn bị đi học rồi đó. Là chừng nào mới vô học anh? Sáng nay. Sáng nay luôn nè, sáng nay vô học luôn. Bé là học trễ mấy ngày. Bé là học trễ là 10 ngày nữa đó. Không, ý là trễ 10 ngày, là tuổi nó cũng trễ. Tuổi nó cũng trễ, thường thường là người ta 6 tuổi là vô học mẫu giáo à. 7 tuổi là vô học lớp 1 rồi, còn em là học tới 8 tuổi mới vô học. Vậy đó. Bữa giờ uống thuốc này kia. Mỗi bữa là uống thuốc đó thấy đỡ không con? Đỡ nhiều. Rồi mình cảm thấy là trong mình hiện tại giờ là có sức khỏe, nó thấy khỏe đỡ không? Dạ đỡ. Rồi mình cũng ăn bình thường hay sao? Dạ ăn bình thường. Nói chung là tiểu đường này là tiếp mấy hay vậy em? Tiếp 1 ha. Dạ. Vậy là cũng không phải bệnh tiểu đường không, mà bệnh phổi luôn á. Lao. Đó thì thành ra 2 chứng bệnh nhập một đó. Người có bị nhức thương không? Nhức chân. Nhức chân, nhức tay luôn đi. Tối gì nằm là nhức, không có ngủ được không? Không. Là như nhức quá mình ngủ không được ha. Dạ. Cho nên là mình mới ốm vậy ha. Dạ. Vậy thôi em cố gắng ăn uống, với lại có mua sữa uống chưa? Dạ mua rồi. Là phải cố gắng uống với lại sữa mà không đường á mới tốt. Dạ. Mua sữa tiểu đường. Với em thường thường là mua thuốc loại chích ơn luôn. Là bác sĩ, cái đó bác sĩ có hướng dẫn cho mình không, mà mình mua về mình chích ơn? Bác sĩ hướng dẫn chích ơn. Bác sĩ có hướng dẫn đó quý vị. Về mua tự về là tự tiêm ơn luôn, chứ không có bác sĩ nào hết. Đây cũng xin hỏi một người cô hàng xóm của anh Bình như thế nào nhá, thì cô cảm thấy là cuộc sống anh Bình hiện tại là như thế nào cô? Thân cách mà nghịch là nghịch chứ, anh nghịch chân cách ấy. Không, cô nói tiếng Việt cho để cho khán giả được rõ. Như thấy anh mù vậy cũng tội nghiệp ảnh, mà không được giúp đỡ gì được. Rồi như cuộc sống của ảnh hàng ngày vậy đó, là cô nhầm sao với ảnh? Em dâu. Em dâu ha. Em dâu mà ở xa không được, lại mới được bữa nay lại thăm nữa. Dạ. Rồi cái hoàn cảnh của con anh Bình nó sao?
Thấy bệnh hoài vậy mà cũng tội nghiệp mà không có tiền giúp đỡ cho chị đó. À, rồi cô, cô cũng hồi hồi mà cô đó ngã bệnh là nghe nói chồng bỏ đi luôn đó là có không, có sự thật gì đó? Đám cưới rồi rồi nhỏ có bầu, rồi chồng thấy bệnh vậy đó, rồi có bầu rồi sinh con, rồi người ta tính cứu con bỏ mẹ vậy đó, rồi mẹ nhỏ này đâu có chịu bỏ nhỏ thì cứu con lớn, rồi chồng ta thấy vậy người ta bỏ. À, là không có, không có gầy gà gì luôn hả con? Không có, người ta vậy bệnh vậy người ta bỏ luôn rồi. À, rồi có điện hoặc là lợi thăm thăm gia đình gì hả? Không, cũng cái đó không có gần, bị lợi thăm mình cũng không ở đây vậy đó. Dạ. À, lâu lâu mới lợi lần á. Đó là tính kiểu như là nếu mà cứu con á thì mẹ thì mất hết. Đúng rồi, thì cái đó là do bệnh thì không có thể sanh nở được á, bây giờ sanh mẹ được thì thành ra phải bỏ con bắt mẹ lại. Thì trong hai điều kiện nếu mà là lấy con thì mẹ mất gì đó cũng vậy. Thì phải hy sinh một người để cho mẹ sống thôi. Thì hôm nay thì cũng cảm ơn cô đã cho biết thông tin. Thì Thắng Miền Tây cũng tới đây cũng là xin kết thúc video. Chúc cả nhà xem vlog Thắng Miền Tây nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Nhớ share và like cho Thắng Miền Tây nhé. Xin chào và hẹn lại.